Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng với cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Và lời đầu tiên em xin gửi lời chúc sức khỏe cũng như là lời chúc bình an đến quý vị và các bạn. Và trước màn hình cô chú anh chị các bạn, đó là cái ngay chỗ vị trí ngã ba giao giữa con đường Lê Hồng Phong và đường 23 tháng 10. Ngay vị trí này, nếu cô chú anh chị và các bạn rẽ phải theo chiếc xe taxi màu vàng á, thì sẽ đi qua đường ray và đi vào khu vực của con đường Lê Hồng Phong hướng đi xuống Bình Tân quý vị. Đường Lê Hồng Phong khi xưa nó là đường tỉnh lộ 4. Và trước hình của chú anh chị các bạn, đây là những hình ảnh của con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. Ngay vị trí này là vòng xoay Mão Vong giao giữa đường Thái Nguyên, nếu cô chú anh chị các bạn đi bên mé tay phải và đi vào chính giữa thì sẽ là con đường Dê Xin, và rẽ qua trái thì sẽ là con đường Thống Nhất. Bây giờ em mời cô chú anh chị bạn lưu thông tiếp trên con đường Thái Nguyên, thì đoạn này là gần vòng xoay của Mão Vong. Hai bên đường thì buôn bán kinh doanh cũng rất là nhộn nhịp, các quán nước uống, trà chanh, dạy học cũng như là các món ăn, các shop quần áo, rồi có B&G nè, tiệm vàng B&G, rồi các cái cửa hàng điện máy như FPT, rồi Thế Giới Di Động, rất là nhộn nhịp. Và đoạn này là thuộc ga Nha Trang quý vị. Đối diện ga Nha Trang là công viên 23 tháng 10 ngày nay, khi xưa nó là công viên Võ Văn Ký. Ga Nha Trang về đêm lên đèn LED màu vàng rất là đẹp. Thì hiện tại ga cũng đã mở cửa hết rồi và cũng đang bán vé vé tàu Tết được rồi quý vị. Gần này, gần ngay vị trí này thì có ngân hàng Nam A Banh đối diện với ga, cũng về đêm lên đèn LED rất là nổi bật. Thì con đường Thái Nguyên này khi xưa là đại lộ Gia Long, nó là một trong những con đường hàng me và còn lại đến ngày nay luôn. Những cây me cổ thụ và dọc hai bên đường là toàn bộ là những cây me rất là nhiều. Ngay chỗ công viên 23 tháng 10 cũng vậy, cũng là cây me cổ thụ rất nhiều. Và vị trí này của chú anh chị bạn rẽ trái thì đi vào con đường Bà Triệu. Ở bên phải của chú anh chị các bạn thấy một số quán cà phê là lên rất là đông khách nè, các bạn trẻ ngồi. Thì các cái quán đó là dành cho các bạn trẻ, lúc trước thì cũng hay chơi nhạc trẻ rồi quý vị, chơi nhạc acoustic rồi đó, ngồi về sát về vỉa hè luôn cũng được nữa, rất là thoáng. Bên tay trái của chú anh chị bạn đó là Wincom trên đường Thái Nguyên. Còn vị trí Wincom này cũng có rất là nhiều những cây me cổ thụ. Thì mé tay trái của đường Thái Nguyên này có hai quán cà phê, đó là quán cà phê Hoa Nắng, nằm ngay vị trí góc của đường Bà Triệu và đường Thái Nguyên chúng ta vừa đi qua rồi. Và vị trí này cô chú anh chị bạn nhìn bên tay trái đó là quán cà phê Flamingo. Quán này về đêm cũng rất là đẹp, rất là nổi bật. Đèn LED về đêm lên rất là sặc sỡ luôn. Cũng có khá là nhiều người dân đang uống cà phê. Xe máy em thấy dừng ở trước vỉa hè rất là nhiều. Quán này nó nằm bên cạnh là cái công viên thiếu nhi, cho nên là nó thoáng lắm. Và vị trí này là gần công viên thiếu nhi quý vị. Dạ, ngay vị trí này là vòng xoay ngã 6, rồi nhà thờ núi. Bên phải là khuôn viên của nhà thờ núi vậy. Nhà thờ hay gọi là nhà thờ Chánh Tòa Kitô Vua. Và trước hình của chú anh chị bạn đó là những hình ảnh của vòng xoay ngã 6 của Nha Trang. Rẽ phải của chú anh chị bạn sẽ đi vào con đường Nguyễn Trãi, đường Phước Hải khi xưa. Ngay góc này là nó có quán cà phê Hoàng Tuấn, về đêm cũng rất là nhiều người uống. Nó có hai lầu, ngồi ở trên uống cà phê ngắm xuống cảnh ban đêm, đường phố, xe cộ cũng như là vòng xoay ngã 6, cảm giác rất là thư thái luôn. Bây giờ em sẽ mời cô chú anh chị bạn đi qua con đường Lý Thánh Tôn. Thì vòng xoay ngã 6 này nó giao nhau giữa các con đường như là Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa, đường Nguyễn Trãi khi xưa là đường Phước Hải,
ở đường Lê Thánh Tôn, à, đường Lý Tự Trọng khi xưa là Bá Đa Lộc, rồi em đang đi này là con đường Lý Thánh Tôn, và bên mé tay trái song song với con đường này nữa đó là đường Lê Thành Phương. À, đường Lê Thành Phương khi xưa nó là đường nhà thờ, và đó là những con đường mà giao nhau tại vị trí vòng xoay ngã 6 của thành phố Nha Trang ngày nay. Trước màn hình của chú anh chị bạn đó là con đường Lý Thánh Tôn, đoạn này là gần khu vực của vòng xoay ngã 6 hai bên con đường của Lý Thánh Tôn. Đoạn này thì rất là nhiều các cái shop quần áo quý vị. Dạ, thì cô chú anh chị các bạn nào muốn mua quần áo mà mua shop các cái shop hãng nổi tiếng như là BT 2000 này, rồi Blue Exchange này, dạ, và một số cái shop khác thì có thể đến con đường Lý Thánh Tôn này. Nó kéo dài từ đầu ngay chỗ vị trí của vòng xoay ngã 6 ra ngay vị trí của vòng xoay của đường Dây Xin luôn quý vị. Rất là nhiều những cái quán shop, thì kèm vào đó thì cũng có các cái cửa hàng khác. Và vị trí này là giao với đường Dây Xin này quý vị. Bên phía tay phải là quý vị là cái Hotel Florida. À, hướng này của chú Việt bạn đi thẳng nữa thì sẽ đi trên con đường Dây Xin, ra khu vực giao với con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa, hướng đi ra biển. Và hướng này của chú Việt bạn đi thẳng thì sẽ đi trên con đường Quang Trung, đi thẳng hết sẽ ra giao với Bùng Binh Thông Tin, giao với đường Thống Nhất ngày nay, khi xưa là đường Độc Lập. Và bây giờ em mời cô chú anh chị bạn tiếp tục đi trên con đường Lý Thánh Tôn. Và hiện tại thì trời cũng đang rắc rắc nhỏ hạt, cho nên là em sợ camera nó bị mờ, cho nên em cũng lau camera cho nó rõ. Mong cô chú anh chị bạn thông cảm nha. Dạ, thì video này em thực hiện được hôm nay là vào ngày 8 tháng 10 năm 2021 quý vị. Thì giờ này thì cũng tầm khoảng 8 giờ tối thôi. Dạ, 8 giờ tối, cho nên là quán cà phê cũng như ăn uống rồi cũng còn nhộn nhịp. Và đoạn này cô chú chị bạn thấy bên mé tay phải là có một quán cà phê Misa này, Misa Coffee, khuôn viên nó rất là rộng, cũng rất là đẹp, rất là thoáng ấy vậy. À, nằm trên đường Lý Thánh Tôn. Đó, cũng có rất nhiều người uống cà phê này. Thì trong đây nó cũng có một cái phần khu vực là dành cho trẻ em, nhà banh rồi trẻ em vui chơi á. Thì phụ huynh, một số phụ huynh họ dẫn con em tới ngay vị trí đó rồi uống cà phê cho các em chơi thì thoải mái. Và góc này là đường Phương Câu giao nhau với đường Phan Chu Trinh này quý vị. À, Phan Chu Trinh và Lý Thánh Tôn á, ngay ngã ba nè. Để trái thì sẽ đi vào con đường Phương Câu, thì đường Phương Câu nó có một đoạn thôi. Dạ, đi qua khu vực của chợ Đầm rồi. Và qua vị trí này là thuộc con đường Phan Chu Trinh rồi cô chú chị các bạn. Thì ở mé bên kia đường ngược lại á, thì là con đường Lý Thánh Tôn. Thì hết Lý Thánh Tôn thì nối dài là đường Phan Chu Trinh. Ở đoạn đây cũng có bán shop quần áo nữa nè. Như vậy là con đường ngoài con đường Lý Thánh Tôn là chuyên các cái shop quần áo, thì con đường Phan Chu Trinh này cũng có bán quần áo, và kèm vào đó là một số cửa hàng bán bún. Ở đoạn đây thì các cửa hàng bắt đầu là ăn uống này quý vị. Đây, ngay vị trí này thì có bánh canh Bà Thừa nè, rồi bánh canh Cô Hà, một trong những quán bánh canh nổi tiếng ở Nha Trang. À, khi nhắc đến thì khách du lịch cũng biết được. Dạ, trước hình của chú anh chị các bạn đó là vòng xoay giao giữa đường Phan Chu Trinh và đường Hàng Thuyên. Vị trí này của chú chị bạn bên phải thì sẽ đi vào con đường Hàng Thuyên, ra giao với đường Bát Tơ. Đường Bát Tơ khi xưa nó là đường Phan Thanh Giản ấy vậy. Dạ,
Và em đi hướng này là thuộc con đường Lê Lợi rồi. Thì con đường Lê Lợi này, nếu cô chú anh chị bạn đi thẳng thì sẽ ra giao với đường Trần Phú, ra khu vực biển á. Dạ. Dạ, ngay vị trí vòng xoay này là giao với đường Pasteur và đường Lê Lợi này quý vị. Bởi vì cô chú chị bạn ở rẽ phải thì sẽ đi vào con đường Pasteur, còn đi thẳng thì đi trên con đường Lê Lợi. Dạ. Ngay góc này có cái nhà hàng, nhà dây thép. Khi xưa vị trí này là cái ti bưu điện đó quý vị. Ngày nay nó cũng cái ti bưu điện này nó cũng nằm gần cái bưu điện của tỉnh Khánh Hòa luôn. Dạ, và trước hình của chú anh chị bạn đó là công viên Yến Phi. Đó, cô chú anh chị bạn thấy về đêm công viên Yến Phi cũng khá là nhộn nhịp nè. Một số thì đi dạo chơi, ngồi hóng mát, cũng như là một số còn tập thể dục. Và hình như là cũng có múa nhảy gì nữa, vì khiêu vũ nữa sao á. Thấy mở nhạc cũng khá là sôi nổi. Hai bên là thuộc công viên Yến Phi. Và góc này là đường Pasteur giao nhau với Phan Chu Trinh. Em rẽ phải vị trí này thì đi trên con đường Phan Chu Trinh, và trước hình của chú chị bạn đó là đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa, ra khu vực biển. Bên cạnh đây là công viên Yến Phi. Thì công viên Yến Phi này là một trong những công viên cũng vào mỗi năm là thường hay dành để trang trí hội hoa xuân. Vị trí này nếu cô chú chị bạn về phải thì sẽ đi trên con đường Trần Phú về lại trung tâm của thành phố, về hội trường, quảng trường, tháp Trầm Hương. Còn bây giờ em mời cô chú chị bạn rẽ trái, lưu thông tiếp trên con đường Trần Phú này, đại lộ Duy Tân khi xưa. Thì hướng này em đang lưu thông, nếu cô chú chị bạn đi tiếp tới một đoạn nữa thì sẽ là cầu Trần Phú, và qua bên kia cầu Trần Phú nó sẽ là con đường Phạm Văn Đồng. Và dọc đây bên mé công viên là những hàng cây dừa, cũng như là những cây tre biển, hay còn gọi là cây nho biển quý vị. Ở đoạn này công viên rất là mát. Thì trên con đường Phạm Văn Đồng, khu vực phía Bắc, thì cũng được trồng những cây dừa giống như đoạn này nè. Thì mai mốt thì con đường Phạm Văn Đồng, cái vỉa hè đó cũng có rất là nhiều những cây dừa, nó tỏa bóng mát. Khách du lịch rồi người dân có thể đi dạo bộ trên vỉa hè đó cũng rất là tuyệt vời. Đây, ngay vị trí này là gần nhà khách 378 này của Bộ Công an quý vị. Ngày nay thì khi xưa nó là ngay vị trí bên tay tay phải của chú Triệu Bạc. Thì khi xưa đó là nhà của bác sĩ Alexander Yeltsin đã từng sinh sống. Dạ. Bên cạnh đó là cái công viên Alexander Yeltsin. Thì đoạn này là cái sân bóng chuyền, bãi biển. Ở bên mé tay trái của chú chị bạn đó là một cái tòa nhà rất là đẹp, đó là tòa Mường Thanh Luxury, nằm ngay góc này là của đường Sông Cồn. Nếu cô chú chị bạn rẽ trái thì sẽ đi vào con đường Sông Cồn, ra ngay vị trí của giao với đường 2 tháng 4, ngay góc của cầu Hà Ra. Thì đối diện với cái tòa nhà Mường Thanh Luxury ngay chân cầu Trần Phú này là công viên của bác sĩ Alexander Yeltsin. Thì công viên này nó rất là mát, bởi vì nó nằm gần với biển quý vị, gần biển gần cầu nữa, cho nên rất là thoáng, và cây cối đồ cũng tùm rất là mát mẻ luôn, vừa rộng rãi vừa thoáng mát. Và trước hình cô chú chị bạn đó là cầu Trần Phú. Thì cầu Trần Phú này hôm nay về đêm chỉ bật đèn để đi đường thôi, cho nó sáng thôi. Còn đèn trang trí các cái dây đèn led hình chớp nón thì không có bật. Nếu đi mà bật các cái dây đèn led nhiều màu này lên cũng đẹp lắm. Dạ. Thì cái cầu Trần Phú này cô chú chị bạn khi đi trên bên vỉa hè nó rất là mát, tại vì cái cầu này nó cao. Thì khi đứng trên cái cầu này, đứng giữa cầu
có thể phóng tầm nhìn về phía trung tâm, có thể thấy được hàng loạt những cái tòa nhà cao tầng nằm dọc trên đường Trần Phú, về đêm rất đẹp. Và đặc biệt là một số khách du lịch họ rất thích đi dạo trên cái cầu Trần Phú này, bởi vì khi đi ngang qua cây cầu này rất là mát quý vị. Thì cầu Trần Phú này con đường nó cũng rất là rộng, chính giữa là dải phân cách của các cây bồ hoa, nó cũng tựa tựa giống như cầu của Bình Tân. Thì khi cô chú chị của bạn lưu thông khỏi qua khỏi bên kia của cầu Trần Phú thì nó thuộc con đường Phạm Văn Đồng rồi, và đi thẳng hết con đường Phạm Văn Đồng thì cô chú chị bạn sẽ ra khu vực Hòn Chồng. Dạ, qua mé bên đây thì bên tay phải của chú chị bạn cũng có một cái công viên gọi là công viên bờ biển phía bắc cầu Trần Phú. Thì nằm gần vị trí công viên này thì cũng có nhà trưng bày Yến Sào, Sanet Khánh Hòa. Ở đoạn này trước hình của chú chị của bạn đó là con đường Tháp Bà giao nhau với đường Phạm Văn Đồng này. Bây giờ em sẽ rẽ trái, mời cô chú chị của bạn đi qua con đường Tháp Bà về đêm thử nha. Thì ngay góc đây cũng có các cái hotel nè, nhưng mà hình như cũng tạm đóng cửa rồi. Trước hình của chú chị của bạn đó là con đường Tháp Bà hướng từ đường Phạm Văn Đồng đi vào. Thì đoạn này bên tay trái là lúc trước là những cái quán hải sản rất là nhộn nhịp về đêm. Ngày nay thì nó từ ảnh hưởng dịch tới nay là nó tạm đóng cửa rồi. Gần đây là đình Cù Lao nè. Gần đình Cù Lao, gần chùa Ở Linh. Đầu này cũng có các quán bún phở rồi bán về đêm nữa vậy. Như vậy là ngay đây cũng có quán hải sản đang mở này. Hình như được có một quán hải sản và cũng được một vài quán bán bún về đêm. Thì lúc trước con đường Tháp Bà này là một trong những con đường sôi nổi nhất về đêm quý vị. Nó là một con đường chuyên dành cho du lịch và cũng chuyên dành cho ăn đêm, ăn uống về đêm nhộn nhịp lắm. Và góc này là đường Lạc Thiện giao nhau với đường Tháp Bà. Nếu cô chú chị các bạn rẽ qua con đường Lạc Thiện thì hướng đi thẳng sẽ đi xuống khu vực của con đường Nguyễn Đình Chiểu thôi, lên dốc Đại học Nha Trang rồi quý vị. Thì lúc trước con đường này là về đêm là nào là bún phở, bánh căn, bánh xèo, bánh bèo, nào là sinh tố, bánh kem bà lăng, đủ các loại hình nước uống rồi, là ăn uống về đêm, ăn vặt là chuyên dành cho con đường Tháp Bà này. Và nó nhộn nhịp lắm. Thì từ khi ảnh hưởng dịch tới nay thì nó cũng khá là vắng vẻ. Hy vọng cho du lịch sớm khôi phục trở lại thì con đường này nó sẽ trở lại được như xưa. Dạ, đoạn này là có bánh bánh căn đồ này quý vị, bánh căn, bánh xèo cổ tư, rồi có các cái nước uống. Dạ, ra đây là giao với đường 2 tháng 4 rồi. Nếu cô chú chị các bạn rẽ trái rẽ phải sẽ đi hướng đi ra Vĩnh Hải, ra khu vực phía bắc ở chợ Vĩnh Hải rồi. Còn trước màn hình của chú Việt bạn đối diện với con đường Tháp Bà này, đó là Tháp Bà Bodaga, một trong những di tích cũng như là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Nha Trang. Và bên mé bên kia là con đường là cầu Sông Bóng quý vị. Hướng bên đó nếu đi của chú Việt bạn để trái thì sẽ đi trên con đường trên cầu Sông Bóng
và đi trên đường 2 tháng 4 hướng về trung tâm của thành phố Nha Trang. Và bây giờ em mời cô chú anh chị bạn rẽ qua con đường này là đường Cù Huân. Con đường này cũng là một trong những con đường bờ kè, các cái quán hải sản về đêm rất là nhộn nhịp lúc trước mà dành cho khách du lịch đó. Thì nó rất là đẹp. Còn mấy bên kia là con đường Sóng Cồn, cũng là con đường bờ kè, cũng chuyên dành ăn uống. Từ xa cô chú anh chị bạn có thể thấy được cái mường thanh Luxury nằm ngay góc cầu Trần Phú. Và dạ, chứng hình của chú anh chị bạn đó là con đường Cù Huân, con đường bờ kè. Lúc trước mà đi trên cầu Trần Phú, cô chú anh chị bạn nhìn xuống con đường này là các cái quán hải sản về đêm lên đèn led, nó như một cái khu phố Hồng Kông rất là nổi bật, rất là nhộn nhịp và sôi nổi. Từ khi ảnh hưởng dịch tới nay thì ở tình hình chung thì ở đâu cũng vậy, các quán hải sản cũng vắng vẻ. Ở đây có hải sản bờ kè nè, hải sản cây me, rất là nhiều những cái quán hải sản dọc đây rất là lớn quý vị, ở trên lầu nữa. Về đêm là lúc trước bật đèn led nổi bật lắm. Ở dọc bờ kè này người dân cũng ra tập thể dục này, vui chơi. Ngắm ngồi đây thì có thể ngắm được cảnh cầu Trần Phú và cầu Sông Bóng luôn, ngay cửa biển luôn quý vị, cửa biển Cù Huân. Nhắc đến cầu Sông Bóng thì hình như là ở thành phố cũng đang có một số cái dự án trọng điểm khá là lớn quý vị, như là cầu Sông Bóng này thì cũng đang chuẩn bị xây lại, rồi xây bờ kè sông Cái, rồi xây khu vực nhà máy xử lý nước thải phía Bắc, rồi đặc biệt là có con đường Chữ Đồng Tử quý vị. Thì con đường Chữ Đồng Tử đó là con đường của chợ Bầu Vĩnh Thọ, thì dự kiến con đường đó cũng được làm lại, cũng nằm trong một trong những cái dự án trọng điểm của thành phố. Dạ, ra đây trước hình của chú anh chị bạn đó là con đường Phạm Văn Đồng, giao nhau với đường Cù Huân nè. Bây giờ em sẽ rẽ phải, đi quần về lại cầu Trần Phú. Em sẽ đi qua con đường Sóng Cồn xem thử tình hình kinh doanh buôn bán về đêm bên đó như thế nào nha cô chú anh chị các bạn. Ở hướng này em đang đi trên con cầu Trần Phú nè, hướng đi về là trung tâm của thành phố Nha Trang. Để qua bên kia sẽ là con đường Trần Phú, đại lộ Duy Tân khi xưa. Về đêm dạo trên cây cầu này cũng cảm giác rất là thư thái và thoải mái vậy. Lúc trước thì còn du lịch thì cái cầu này là khách du lịch họ cũng đi dọc về đêm trên cái cầu này nhiều lắm. Khi mà họ qua cái khu vực hải sản bờ kè nè, Cù Huân nè, hoặc là bên Sóng Cồn ăn nhậu xong rồi họ lại thích đi dạo bộ trên cái cầu Trần Phú này để mà đi về thành phố, để về lại những khách sạn mà họ đã ở. Cho nên là lúc mà du lịch còn nhộn nhịp thì cái cầu này nó cũng khá là nhộn nhịp. Và ngày nay thì đi cảm giác nó bình yên hơn. Đây cũng có một số người họ đi bộ tập thể dục rồi nè, dạo mát. Ở phía từ xa cô chú chị bạn thấy cái mường thanh Luxury về đêm nổi bật ghê chưa? Về đêm lên đường led rất là đẹp. Thì ngay vị trí góc này của mường thanh Luxury này cũng có một công viên rất là rộng. Lúc trước cũng vui chơi rồi các em rồi cũng như mọi người dân có thể ra ở đoạn này để mà hóng mát, tập thể dục rồi vui chơi, nó giống như một công viên cũng rộng lắm. Và dọc ở phía dưới của mường thanh Luxury này là các cái quán cà phê,
lúc trước về đêm cũng khá là nhộn nhịp, đông đúc người uống mà đèn điện đồ lên rất là sáng. Và chứng hình của chú anh chị bạn đó là con đường Trần Phú giao với đường Sông Cồn. Hướng này nếu của chú anh chị bạn đi thẳng thì sẽ đi trên con đường Trần Phú về lại trung tâm, về lại tháp Trầm Hương quảng trường đó. Bây giờ mời cô chú anh chị bạn rẽ qua bên đây, rẽ qua đường Sông Cồn để đi thẳng là đường Sông Cồn á, mà em đi quẹ rẽ qua bên đây thử xem thử khu vực phía dưới của cái tòa nhà Mường Thanh Luxury này về đêm như thế nào. Đoạn đây hình như có được một quán cà phê mở cửa nè, còn lại mấy quán gần đây thì đóng cửa hết rồi. Lúc trước dọc đây là về đêm, là đoạn này đi qua đoạn này là sáng lắm, điện đồ rất là sáng, nhộn nhịp vui lắm vậy. Và bên mé tay phải của chú Diệt Bàn ngay góc của cầu Trần Phú nè, chỗ này nó có một cái góc này, khuôn viên rất là rộng, người dân có thể vui chơi ở đây giải trí, ngồi hóng mát, nằm ngay góc chân cầu Trần Phú nữa, ngay cửa biển rất là tuyệt vời. Đối diện là công viên Alexander Yashin, khu vực này là bao mát luôn, bao thoáng luôn. Bên đây là mé phía sau của cái cổng của tòa nhà Mường Thanh Luxury, chỗ này cũng có quán trà chanh này, cũng có một số bạn trẻ tụ tập uống trà chanh trò chuyện. Mé bên con đường bên kia là đường Sông Cồn, là cổng của bên đường Sông Cồn. Tòa nhà Mường Thanh này nằm ngay vị trí này đúng là view rất đẹp vậy, view cửa sông, view biển. Em ra đây là ra con đường Sông Cồn rồi. Thì hiện tại bên mé tay trái của chú chị bạn cũng đang có một dự án đang xây dựng nè. Đó là cái dự án The Aston Villa, The Aston Luxury Residence. Thì em tìm hiểu thì em nghe nói là cái dự án này, dự án The Aston này thì nó cũng lên 3 block đó. 3 block cao từ 26 đến 36 tầng. Vị trí của nó là view view Sông Cồn, view cầu Trần Phú, view cái cửa sông này, cửa biển này, rất đẹp. Cũng đang thi công xây dựng quý vị, đang xây móng lâu nay. Và chứng hình của chú chị bạn đó là con đường Sông Cồn. Thì hướng này của đường Sông Cồn nếu của chú chị bạn lưu thông hết thì sẽ ra giao với đường 2 tháng 4, ra ngay vị trí của cầu Hà Ra. Bên phía tay phải của chú chị bạn có thể thấy là cái vỉa hè Sông Cồn này đã được làm lại rất là mới, sạch sẽ rồi, khang trang rồi nè. Lúc trước là nó hư hỏng hết rồi, ngày nay nó được làm lại và trồng thêm cây xanh hay sao quý vị. Đó, những cây xanh nó đang được trồng thêm nè. Thì con đường Sông Cồn này cũng là nằm trong một cái dự án, một trong những cái dự án mà để mà buôn bán làm cái khu phố, khu phố về đêm quý vị, khu phố ăn uống về đêm, ăn vặt về đêm dành cho du lịch đó. Nó cũng nằm trong một cái dự án đó. Thì tương lai nếu mà du lịch mà trở lại bình thường được đó, thì khu vực này chắc là sẽ khá là nhộn nhịp, dành cho các cái xe trết rồi quý vị, xe mà lưu động á, để mà bán đồ ăn vặt về đêm. Ở khu vực này bên mé tay trái của chú chị bạn cũng rất là nhiều những cái quán hải sản, quán ăn uống này, nhậu nhẹt nè, dọc đây trên con đường Sông Cồn. Thì có thể ngồi bên trong quán hoặc là ngồi bên mé cái vỉa hè của dọc con đường Sông Cồn này, cũng rất là mát luôn, dọc bờ kè vậy. Đoạn này sao mà xe con đậu nhiều không biết, mình như ăn uống nhiều lắm hay sao. Đó, xe con để dọc đây quá trời luôn ha về ha. Còn mấy bên kia là các cái quán này. Thì lúc trước ở vị trí này cũng có một cái quán, đó là quán gọi là Zalo, Zalo Hà Ra, hình như là hôm nay đóng cửa rồi. Thì lúc trước nó cũng có một cái Zalo, đó là Zalo Hoàng Chồng, nằm ngay chỗ đường Hoàng Chồng qua đường Phạm Văn Đồng. Còn đoạn đây là Zalo Hà Ra,
cũng nổi tiếng, quán buffet giá cả thì cũng hợp lý. Và góc này là đường 24 giao với sông Cồn quý vị. Quý vị mà rẽ trái thì rẽ phải thì sẽ đi vào con đường đi trên cầu Hà Ra. À, qua bên kia hướng đi về lại cầu Sông Bóng rồi á. Còn bây giờ em rẽ trái đoạn này thì em đi về lại con đường khu vực của trung tâm của thành phố Nha Trang. Và trước màn hình của chú anh chị bạn đó là con đường 2 tháng 4. Đoạn này của đường 2 tháng 4 thì hai bên đường cũng là chỉ buôn bán và kinh doanh thôi. Nhưng con đường này nó cũng không quá chuyên dành cho ăn uống và du lịch cho lắm nha. Chủ yếu ban ngày người dân họ buôn bán kinh doanh. Cái góc này thì nó cũng nằm gần chợ, phía sau của chợ Đầm rồi. Đây là đoạn Hà Ra giao nhau với con đường Hà Ra giao với đường 24 này quý vị. Chạy thẳng tới một đoạn nữa thì sẽ là đường Sinh Trung, giao nhau với đường 2 tháng 4. Thì rẽ trái ở vị trí này của chú chị bạn đi qua con đường Hà Ra. Và đây là đường Sinh Trung giao với 24 nè. Cái góc này có một cái công viên gọi là công viên bến xe. Khi xưa nó là cái bến xe Ninh Hòa vậy. Đi vào khu vực đó thì vào khu vực của chợ Đầm rồi. Cho nên là đoạn này buôn bán nhộn nhịp lắm. Các quán shop rồi nè. Ăn uống thì cũng có nhưng mà em thấy chỉ có một số hoài cái tiệm nhỏ nhỏ bán ở vỉa hè nè. Đó, như đoạn này bán vỉa hè dọc dọc đây thôi. Chứ còn lại là chủ yếu là cửa hàng xe máy rồi cửa hàng điện máy, shop quần áo đủ các loại. Và đặc biệt con đường Trinh Trung là con đường chuyên bán các cái dụng cụ về xây dựng máy móc thiết bị rồi. Và con đường Sinh Trung là chuyên. À, trước hình của chú chị bạn đó là ngã ba đường Lý Quốc Sư và đường Hàng Tư này. Vị trí này của chú chị bạn này trái sẽ đi vào Lý Quốc Sư. Ngay góc Lý Quốc Sư và đường Hàng Tư này thì chỉ có một cái trường ngày nay đó là trường trung học cơ sở Trung Vương. Thì khi xưa là cái trường đó là trường Khải Minh, thời của các cô chú học ở những năm 75. Trường Khải Minh là trường của người Hoa Lập. Ở vị trí này là giao đường Trần Nguyên Cáp và đường 24. Đi thẳng qua mé bên kia thì cô chú chị bạn sẽ tới giao với đường Thống Nhất, đường Độc Lập khi xưa. Đi thẳng thì sẽ nối dài là đường Quang Trung hướng về vòng xoay Mã 7. Còn bây giờ em rẽ qua bên đây là con đường Trần Nguyên Cáp. Thì con đường Trần Nguyên Cáp này nó cũng giống như đường 24. Nó là một con những trong con đường chuyên dành cho kinh doanh. Nó cũng không có dành cho du lịch, không có dành cho ăn uống bao nhiêu cả. Là con đường này là nó chuyên bán về đầy đủ các mặt hàng, em thấy đa dạng, điện, điện tử, rồi cửa hàng sắt, vật liệu xây dựng, rồi mắt kính, rồi nội thất, bàn ghế, nệm mút, vị trí này bàn ghế nệm mút quá trời. Cũng có các cái quán như bánh căn, bánh xèo, cũng có nhỏ nhỏ, kiosk nhỏ nhỏ. Bán chim cảnh nè, rồi sửa xe, sách báo cũ, đa dạng. Ở vị trí này thì rẽ qua đường Phan Đình Giót bên phải. Và chú hình của chú chị bạn đó là cái vòng xoay giao nhau giữa con đường Trần Quý Cáp nè, ở đường Phương Xài, ở đường Thống Nhất và đường Trần Đường. Vị trí này nếu có chú chị bạn đi theo cái bùng binh đó, thì rẽ trái thì đi qua đường Trần Đường ra lại đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa. Còn vị trí này mà rẽ phải á, thì sẽ đi qua đường Phương Xài, qua chợ Phương Xài. Và đi hết con đường Phương Xài thì sẽ là nối dài là đường Thủy Xưởng. Đường Thủy Xưởng là ra ngay vị trí của Lotte Mart Nha Trang, giao với đường 3 tháng 10 vậy. Còn đoạn này em đang lưu thông là nó thuộc con đường Thống Nhất rồi vậy. Ngay chỗ vị trí vòng xoay đó thì nó hết đường Trần Quý Cáp rồi. Qua đoạn này là thuộc đường Thống Nhất. Đoạn này của Thống Nhất thì nó cũng là con đường cuối đường của Thống Nhất rồi. Hướng từ dưới chợ Đầm đi lên. Gần đây là cây xăng Mã Vòng bên tay trái của chú chị bạn. Cái xăng này rất là lớn.
và gần cây xăng Mã Vòng, nó là cái vòng xoay Mã Vòng. Vòng xoay Mã Vòng này của chú bạn này trái thì sẽ đi về lại con đường Thái Nguyên, đại lộ Gia Long khi xưa, về lại đường Dây Sinh đâu. Còn hướng này em đang lưu thông thì nó thuộc con đường 23 tháng 10 đó vậy. Như vậy là qua đoạn này là hết đường Thống Nhất rồi. Ở ngay chỗ đây là góc ngã ba của đường Lê Hồng Phong. Cô chú chị bạn này trái thì sẽ đi vào Lê Hồng Phong. Khi xưa là tỉnh lộ 4, hướng đi xuống cầu Bình Tân. Dạ, còn trước màn hình của chú chị bạn đó là con đường 23 tháng 10. Ở hướng này của đường 23 tháng 10 em đang lưu thông là hướng đi lên Diên Khánh, lên ngã ba Thành, lên quốc lộ, lên cây Dầu Đôi. Ở gần đây là chùa Long Sơn này, bên tay phải của chú chiếc bạc. Chùa Long Sơn cũng là một trong những ngôi chùa nổi tiếng dành cho khách du lịch. Rồi đoạn này của đường 23 tháng 10 thì hai bên đường cũng buôn bán kinh doanh rất là nhiều. Các cái cửa hàng xe máy như Honda, rồi bếp Việt, công ty quảng cáo, bán đồ điện, rồi cũng có các quán ăn nữa. Đây có điện máy xanh nữa nè. Điện máy xanh này hình như là mới mở sao, trước em đâu thấy đâu. Ồ, nghĩa là thêm một cái điện máy xanh ngay vị trí của đường 23 tháng 10 gần siêu thị Lotte Mart nữa nè. Như vậy là điện máy xanh nó hai cái, một cái là nằm ở phía dưới của đường Thái Nguyên, đoạn 23 tháng 10 này nữa. Và đây là những hình ảnh của siêu thị Lotte Mart Nha Trang này quý vị. Ngay góc này là giao giữa ngã ba đường Thị Xưởng và đường 23 tháng 10. Các chú chị bạn này phải thì sẽ đi vào con đường Thị Xưởng. Nếu nãy mà em đi trên con đường Phương Xài thì cũng có thể ra vị trí này được, nhưng mà đi vòng vòng nó xa hơn. Và mình đi thẳng trên đường Thống Nhất rồi giờ đi lưu thông thẳng trên 23 tháng 10 này thì nó gần. Đoạn này thì có Honda nè, hãng Honda, ô tô Honda. Trường là dạy lái xe Hồng Bàng. Ở đoạn đây thì có siêu thị điện máy Chợ Lớn này các bạn, nằm gần cầu Chợ Mới. Dạ, trước màn hình của chú chị bạn đây là cầu Chợ Mới nè. Đây thì nằm nhà hàng Hòn Lan. Dạ, trước màn hình của chú chị bạn đó là con đường Lương Đình Của giao với đường 3 tháng 10. Vị trí này của chú chị bạn rẽ phải sẽ đi vào con đường Lương Đình Của. Thì Lương Đình Của khi xưa nó là đường Hương Lộ 45. Con đường này nó rất là dài, rất là ngoằn ngoèo. Thì cô chú chị bạn rẽ phải vị trí này thì sẽ đi qua chợ Ngọc Hiệp nè, qua phường Ngọc Hiệp, rồi đi qua xã Vĩnh Ngọc, qua xã Vĩnh Thạnh, qua xã Vĩnh Phương và qua xã Vĩnh Trúc. Hướng đi lên cầu Quảng Bộ, hướng đi lên Diên Khánh được luôn. Nhưng mà con đường nó rất là ngoằn ngoèo, nó dài lắm. Còn cô chú chị bạn muốn đi lên Diên Khánh, lên Bình Trung rồi đi đường 3 tháng 10 này, nó là đường thẳng thì nó nhanh hơn. Thì con đường Lương Của đó thì chủ yếu là dành cho người dân ở xã Vĩnh Ngọc rồi, là họ đi xuống trung tâm thành phố thì họ đi lưu thông nhiều. Ở đoạn này thì gần khu vực đường ray của xe lửa trên đường 23 tháng 10 nữa vậy. Gần khu đô thị Vĩnh Niệm Trung và siêu thị Pepsi ngày nay, siêu thị Pepsi khi xưa, ngày nay nó là siêu thị Gâu. Ngay vị trí này là cái dự án nút giao thông Ngọc Hội và cầu vượt Ngọc Hiệp. Ở mé bên kia thì cũng đã xây xong các cái trụ và đang đổ dầm, chuẩn bị đang xây mé ngược lại vậy. Thì tương lai vị trí này sẽ có một cái cầu vượt, chắc chắn sẽ rất là đẹp. Dạ, đây là những hình ảnh của con đường 19-5 thuộc khu đô thị Vĩnh Nghiêm Trung. Gần đây là siêu thị Gâu, rồi các cái chung cư CT1, CT2 của khu đô thị Vĩnh Nghiêm Trung quý vị.
ngay góc đây có quán cà phê nè, cũng rất đẹp, nằm vị trí góc ngã ba này rất là thoáng luôn, hai mặt tiền. Thì ở dưới chung cư CT1 và CT2 của khu đô thị Vĩnh Trung cũng có rất là nhiều các quán. Đoạn đây cũng có quán cà phê lên đèn rất là sáng luôn, sáng rực luôn này. Các cái quán ăn uống nằm ở phía dưới của các chung cư CT1, CT2 trên thuộc khu đô thị Vĩnh Trung quý vị. Nào là bún đậu mắm tôm, nào là trà chanh, nào là sinh tố, nào là trà sữa. Ăn uống là rất là nhộn nhịp. Do ảnh hưởng do dự án ảnh hưởng của dự án đang thi công cầu vượt á, cho nên là cái hướng ở dưới thành phố đi lên mà đi qua đoạn đường ray xe lửa là phải đi rẽ qua khu đô thị Vĩnh Trung, qua đường B1 của khu đô thị Vĩnh Trung để mà đi ra lại đoạn này của đường 3 tháng 10. Còn hướng ngược chiều ở trên Duy Khánh đi xuống thì có thể đi bên bên tay phải, nó có một cái đường luồng nhỏ để cho mà phân luồng cho người dân đi. Còn đi ngược lại thì không được. Từ dưới trung tâm phố đi lên mà đi thẳng đường 3 tháng 10 đoạn qua đường ray xe lửa thì không có được, bị chặn lại rồi. Mình phải đi quần qua khu đô thị Vĩnh Trung nữa quý vị. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú chị các bạn đã xem video. Dạ, em xin mến chào cô chú chị các bạn ạ.